Hà Nội nó sửa. Hai bên Hồ Sen, hai bên Vinh nữa. Đâu Hồ Sen đâu? Không có mà quay mà tao nói cái gì. 6 giờ nhà em hết đồ ăn rồi. Chiều em đi về em đi chợ. Chiều xíu hơi ở đây. Của chồng. Ủa đã vậy? Về tắm biển cho đã. Anh Thắng nè, anh Thắng với em là bụng trừ nè. Thôi thằng ông thì nó nói em xin dẫn xin trừ thôi. Có phải mình học chị không? Ủa là đi đi học ở trường đại học hả? Tự nhiên á, như là đúng rồi vậy đó.
chỗ ngay bàn ghế hả? Cái bàn cái tủ kia nữa. Chiều anh quay tùm lum luôn, quay dặn chị bạn quay luôn. Nhất quyền C10 hết hả? Thank you.
biết ổng không? Biết. Chúng lên trên quay. Chứ em sẽ là mình mất hành tiếng rồi. À. Từ cái tư liệu của một cái dinh cũ đó, là clip bên vậy rồi mà không cho. Rồi biết rồi biết rồi, đang quay cái gì, cái trần của nhà quá.
Bữa rồi bên thấy à. Nhiều vậy hả? Ừ, hai tầng hầm. Chắc quay hai thẻ luôn quá. Hai à? Bước cho một bước bên kia nữa, nó là sẽ là nó nằm bên
hồi từ cái dinh Đô Lô Đơm đã có rồi. Và so với đây là em kêu anh khỏi quay phòng phó tổng thống á. Phòng phó tổng thống á. Ça, c'est un héros national, alors. Di Rossi. Tình sao mà tình tế nữa đúng rồi. Chỉ ghê chứ hả? Còn lầu 3, lầu 4 rồi. Rồi xong rồi đó, lầu 3, lầu 4 lên luôn rồi. Lên xong rồi mới biết. Nên mình quay để mình làm tư liệu làm cái gì? Đây di sản văn hóa của Việt Nam mình. Từ vật thể cho tới phi vật thể. Tức là các
Em nhìn em biết chứ gì, khỏi qua chữ phòng phó tổng thống hả?
I
À,